Sáng ngày 18 tháng 7, tại phòng họp Diên Hồng nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo tóm tắt tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng trình bày cho biết, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp đã tiến hành xong việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thận trọng xem xét, xác nhận tư cách đại biểu, có biểu quyết bằng phiếu, kết quả không công nhận tư cách hai đại biểu. Như vậy, có 494 đại biểu quốc hội đủ tư cách đại biểu quốc hội khóa 14, cả nước có 3.907 đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 25.180 đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, 292.305 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được công nhận đủ tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.